Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Giờ bên mình đã cắm Alex và Davi, bên kia thì cắm Gắt và Murugat. Hai đội đang tiến hành chọn nhân vật. Giờ bên mình thì có Omen, Akua, Narok, Elsu, Kel'Ana. Bên kia có Diệu Văn, Van Heel, Indu, Kurt và Gaga. Và sao nhé các bạn. Bên mình có tới 2 xạ thủ, không có pháp sư. Đi đường trên này đụng tới hai con, một con Van Heel và một con Yidu. Bên đội mình hay quá các bạn ơi, hay không rồi. Kim Du bắt chúng mình rồi, đấy. Hai con đều có chưa bắt chính hết. Đừng mới mình ra tiếp diện. Rồi, xong luôn. Sai rồi. Đừng mới theo tức tôi, kêu luôn. Giết được Yudu ở bên đó thì mình cũng chết hai người. Lên được chiêu cuối rồi các bạn ơi. Không ăn được con mất hàng rồi. Chạy xuống tiết diện thôi. Yêu đâu, hạ được rồi. Con Anna của mình nó cũng hạ được con double kill luôn. Hạ được con gà và cút rồi. Đâu rồi, Van Heel đâu rồi? Van Heel nó đi đâu rồi? À, núp trong bụi cỏ kìa. Ê, chịu dân, ngồi. Không ổn mà bạn chạy được không? Chạy kịp không? Chạy. Xém bị hạ. Xong rồi. Hạ gần với mình rồi. Nó góc rồi. Chịu dân hả? Chạy lên kịp không? Rồi không kịp rồi các bạn ơi. Cho nên coi nó còn nấp ở trên bụi cỏ không? Không có tiêu rồi. Kìa, còn đi ta trong trụ. Ê, chạy về thôi, hai lần không đấu rồi. Rồi, có tiếp diện rồi. Ba luôn mà không hạ được. Cái xu bên mình nhiều bắn dở quá. Lại núp trong bụi cỏ nữa, không chịu về. Này trụ luôn rồi, double kill luôn các bạn ơi. Đừng mình bị hạ nữa rồi. Chạy kịp không? Ba thằng nó dí mình. Rồi, không chịu được các bạn ơi. Elsu bắn gì mà tệ quá các bạn ơi. Bốn người luôn, xong đánh lại. Đánh tiếp diện thôi. Rồi, Omen chết rồi, Omen die rồi. Rồi, mình tiếp tục hạ thằng đi luôn. Triple kill luôn. Hạ rồi, gà luôn. Hạ thằng này triple kill luôn các bạn ơi. Quá khiêu không? Không được rồi. Elsu nó hạ thằng cút rồi.
Dịu dân hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Bên kia ra rồi, bên kia ra rồi. Chạy về thôi, chạy về thôi, hết máu rồi, hết máu rồi. Đẩy lính, đẩy lính. Bên kia bốn thằng nó dập thằng eo su. Đẩy nó, đẩy trụ, đẩy trụ, đẩy trụ, đẩy trụ được rồi các bạn ơi. Ê, chạy về thôi anh ơi. Ba ba rồi, ba rồi, ba rồi. Không, chạy về thôi, chạy về thôi. Về luôn ôm anh ơi, về luôn. Trời ơi. Mình đấu ba làm sao mà đấu lại. Chịu dân nó hạ gần bên mình luôn rồi. Đừng nói mình yếu quá. Chạy chạy về, chạy về, chạy về, chạy về, chạy về, chạy về, chạy về. Gà gà là pháp sư mà nó hồi máu nhiều lắm các bạn ơi. Ôm em nó đón đầu đón ngu nữa kìa, hồi chết nữa quá. Rồi xong. Chết luôn, cũng thủ bên mình rồi. Joannat nó chỉ đứng chịu chặn thôi. Bị đu bắt là dính luôn. Thêm thằng quan heo nữa. Nó hạ được ai không? Hạ được ai? Hạ được anh heo rồi, bà hạ được bên heo rồi. Tin luôn nó chạy rồi các bạn ơi. Rồi chạy về ba thằng đó, ba thằng chạy về kịp không? Chạy về, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi, ai da nó chặn đầu. Khó khăn rồi các bạn ơi. Thì mình giết được gà là cuộc chịu danh đánh khá là hay nha. Hôm em có hạ được chịu danh không? Hôm em có hạ được chịu danh không? Hạ được rồi các bạn ơi. Hôm em cũng bị hạ luôn. Thì phút nó hạ rồi. Hey, ghi đồ, ghi đồ, ghi đồ. Bắt canh hả cưng? Lên anh kiếm thôi. Lên anh kiếm, lên anh kiếm, lên anh kiếm. À, chịu dân nữa hả? 2, 3, 3 luôn, 4 luôn. Thôi chạy về, chạy về, chạy về, chạy về 4 lần. Chạy về lẹ. Rồi nó ăn con rồng hắc ám luôn rồi. 5 luôn các bạn ơi. Hôm kia 5 thằng làm sao mình chống nổi. Bên kia nó đi theo nhóm không, bên mình đi kia. Đội của mình tản ra nhiều quá. Rồi sai lầm rồi các bạn ơi. Hạ trụ luôn rồi. Mình chạy về kịp. Đó mình có thủ lại được không? Thủ được không? Mình được hai rồi. Không, lùa nó luôn, lùa nó luôn, lùa nó luôn, lùa tụi nó luôn, lùa tụi nó luôn. Tiến công luôn các bạn ơi. Đấy, eo su chạy đâu vậy eo su? Cút hả, cút hả, cút hả. Cút hả. Hey, hết lính rồi, hết lính rồi. Chịu dân chạy ra hả, chịu dân chạy ra. Chạy ra nè. Cái sạch đội bạn luôn các bạn ơi. Rồi xong nữa rồi. Eo su với gừng nó không lên hỗ trợ tụi mình. Thôi xong rồi các bạn ơi. Xong nhiệm vụ. Còn lại để cho đội mình đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc mình trong game là hoàn tất. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.